một hội dòng mang tên chuỗi ngọc vàng kim, chính là hội dòng dấu yêu của tôi đây. Hội dòng tôi có bóng cây xanh đẹp quá, có tiếng reo vui hạnh phúc với sáng mà sơ hiền hòa. Da 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 di da di da di da. Thứ ba tuần 12 thường niên 5A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân rồi quay lại cắn xé các con. Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế. Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy. Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thanh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy. Cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy. Suy niệm: khuân vàng thước ngọc. Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta. Đây là khuân vàng thước ngọc để ta thi hành đức ái theo thánh ý Chúa. Thật vậy, chẳng ai muốn điều xấu đến với mình bao giờ. Vì thế, không có lẽ gì lại mong muốn điều xấu đến với anh chị em mình. Chỉ có ai nuôi lòng hận thù hay vì ích kỷ thì mới làm điều bất chính cho tha nhân và muốn điều tốt cho riêng mình mà thôi. Hôm nay, Đức Giêsu đã đưa ra kim chỉ nam cho các môn đệ và cũng cho mỗi người chúng ta là: hãy muốn và làm điều tốt cho tha nhân trước khi thi hành điều tốt cho chính mình. Phải quên đi bản thân để mưu cầu hạnh phúc cho tha nhân trước. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của anh chị em và hãy đối xử với họ như chính mình muốn được đối xử khi ở địa vị của họ. Lời Chúa hôm nay không chỉ kêu mời chúng ta hãy làm cho người khác những điều mình muốn họ làm cho mình, mà Ngài muốn chúng ta đi xa hơn nữa, là hãy cư xử với tha nhân tốt hơn là họ đáng được cư xử. Không chỉ yêu tha nhân như chính mình, mà hãy yêu tha nhân như Chúa đã yêu thương chúng ta. Đó là yêu vô điều kiện, yêu đến mức hy sinh cả mạng sống. Khi yêu như thế, ấy là lúc chúng ta đang đi trên con đường hẹp, con đường của hy sinh, của từ bỏ, của yêu thương, của quảng đại và vô vị lợi. Sẵn sàng từ bỏ con đường thanh thang là con đường của kiêu căng, ích kỷ, nhỏ nhen và trục lợi cho cá nhân mình. Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa hôm nay vạch ra cho chúng con đường về trời. Con đường đó là hy sinh, yêu thương và bác ái vô vị lợi. Xin cho chúng con biết chọn con đường hẹp ấy để tiến bước trên hành trình sứ vụ của chúng con.